Mời tất cả các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn đến video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ ăn mừng kênh TikTok của mình đã đạt hơn 2 triệu người đăng ký các bạn ạ. Nên là mình sẽ ăn một bữa tiệc phải nói là khá là đắt đỏ đấy. Ở đây có rất là nhiều đùi gà luôn. Hôm nay sẽ ăn như là một thằng chết đói nha người rừng. Ăn cho đã vào, bây giờ Covid tới rồi. Đúng rồi, Covid tới là phải ăn không để mấy bữa này ta không làm không được ăn đấy. Đúng rồi, là không còn được ăn những cái món này nữa. Thôi bây giờ thì bắt đầu chiên thôi, ăn thôi. Đây là cây phô mai rất chi là béo ngậy. Ui các bạn nhìn này. Wow, nó nhìn kìa. Wow, quá đã luôn. Cây này thì khá là béo đấy. Rồi, mời tất cả mọi người nhá. Mời ông người dừng ăn. Mời tất cả anh em nhá. Rồi, béo rồi. Tuyệt vời. Mày có cái nóng, béo. Đã quá. Mấy nữa Covid này người ta không làm nữa là ông nào không cho ăn nữa là đúng rồi. Đói. Dưới có xúc xích. Có lá béo nhờ. Hôm nay mình mua nó vẫn còn nóng, ăn ngon. Ngon quá. Tuyệt vời. Hôm nay này vẫn còn nóng nữa, ngon. Ăn chỗ này tối no là khỏi ăn cơm rồi. Khá là nhiều. Tuyệt vời. Đỉnh của nó. Bây giờ ăn xúc xích nhiều. Hôm nay mình quyết định là cho người dừng ăn đùi gà để chạy cho nó khỏe. Ăn đùi gà đùi nó tăng cơ bắp đùi lên nhá. Chạy khỏe. Để mà còn làm việc cho ông chủ nữa chứ. Đang tới ca rất là mệt. Giờ mới gọi về cho ăn cái chạy về hồ đúng không? Thời tiết bây giờ nó cũng hơi lạnh mà tới cả lạnh nhờ. Ướt người thì lạnh không? Giờ nặng mặt trời mà nó ướt là lạnh lắm. Ui giời. Rồi tất cả các bạn nhá. Không thể trì hoãn được cái sự sung sướng này. Ui giời, cái đùi gà nhìn kìa. Chắc giòn đó. Tất cả anh em nhá. Phải nói là chân cả tuyệt vời. Giòn béo. Đã đùi gà giòn tan rồi vẫn nóng rồi. Có lá. Hôm nay ăn một buổi đùi gà cho nó đã, cho nó sướng. Giòn tan. Con núc kỳ của nhà này nó cũng muốn ăn rồi. Tuyệt vời quá. Hôm nay là không tranh giải thì chúng ta ăn bình tĩnh, cứ ăn từ từ thưởng thức cho nó ngon. Lấy dẻ nâu rồi nâu cái lấy cái đồ nâu tay cái. Bây giờ ăn nhiều xúc xích quá ngán rồi nhỉ. Nghe đùi gà ngon không? Quá đã. Đang đói nữa. Đang đói nhỉ. Đùi gà chân giòn ngon quá. Tuyệt vời luôn. Mình chưa cho nó mát này. Còn hẳn 4 cái đùi gà nữa không? Ăn hết được không? Quá. Ăn hết được không? Không ăn hết thì uổng quá. Cố gắng lên. Ui, vài bữa mà Covid người ta không bán nữa thì khỏi ăn. Ôi chú, cái gì thèm cũng không được ăn rồi. Thèm ăn lấy đâu mà ra mà ăn. Rồi, tẩm tẩm nhiều này và ăn sướng rồi đấy. Có ngon luôn. Tuyệt vời của nó.
trong là có cái xúc xích nhỉ. Xúc xích nữa ấy. Ăn này béo hả? Tối khỏi ăn cơm nữa. Nước ngoài giòn, trong này thì nó mềm, trong một cái xúc xích nhá. Ớt cay vừa rồi. Giác mà bây giờ nhắm bừng bừng cái mặt lên ớt đó. Sướng thật đó. Ăn nhiều ớt quá, nóng quá bây giờ nó còn không có tâm cái mép này, cái mồm này. Cuộc sống là cứ phải tận thưởng nha. Ngon. Mà cũng rẻ. Sao nay ông người rừng ăn yếu thế? Hôm nay không tranh giải thì thôi bình tĩnh ăn thôi. Ui giời, ăn mạnh mẽ lên chứ. Mà thôi, mà bây giờ hay cần 4 đùi gà này, mỗi người 2 cái đi. Mỗi người 2 cái đi. Đang cần nóng này. Thế trước tiên mình cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ TikTok của mình cũng như là kênh YouTube của mình nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bây giờ thì mình sẽ chiến một phát mà 2 cái đùi gà. À, ăn cho sướng, tẩm hết chỗ ớt này luôn này. Nhìn sướng chưa? Ui giời, đã chưa? Quê chưa? Mời tất cả các bạn. Cứ ăn đi. Thêm cho chữ chữ rửa sau. Ăn cho sướng lắm. Ăn một phát mà 6 đùi gà. Ủa 4 cây khổ mai nữa. Ngon. Đã. Ủa. Nãy giờ chú chó nhất kia cứ nhìn thôi. Chấm cho xí ớt không? Nè, thưởng thức đi. Đó. Nhìn thấy tội quá. Cay sao mà ăn được? Vẫn ăn được. Ớt dính vào đây mà cay hết cả mặt rồi. Ớt nó bắn lên mặt á. Không biết cả mồm này. Không, phải ăn chín hết thôi. Ông người dừng này ăn yếu quá. Không thi thì ăn yếu liền nữa. Giải thích là hôm nào thi à? Hôm nào có giải thưởng mà. Hôm nào có muốn cuộc thi mà bóc vỏ dừa bằng mồm phải không? Dạ mong em chưa? Cái cuộc thi đấy sẽ tổ chức giải thưởng lớn. Có giải thưởng không? Thưởng lớn luôn. Chơi luôn. Ông ấy cũng già rồi mà không chơi. Chạo gãy răng quá. Mình thì ok luôn. Răng mình rất là chắc. Ở đông này mình sợ chơi kéo này rụng mất hàm răng để khỏi ăn Tết đi chứ. Nhiều quá, no quá. Chán mất rồi. Chả quá. Ăn nó dính hết cả mặt rồi. Không sao, tí rửa mặt sau. Không rửa tí nó mặt mụn hết rồi. Nếu mà hôm nay chơi nhà mình chiến thắng rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã coi video của mình nhá. Chắc là mình sẽ tạm dừng video tại đây để cho ông người dừng ăn từ từ thôi. Nhìn ông ăn chán quá. Mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau cuộc thi cắn vỏ dừa nhá. Đang mong chơi không? Dụng răng thì thôi nhá. Dụng răng là tự đi trồng, không ai chịu trách nhiệm. Dễ chưa? Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.